Xin chào cô chú anh chị đã đến chăn nuôi Bến Tre ha. Hôm nay đến nhà này ghi hình hai con bò chữa, đó là con Bobby chữa tơ ha, với con Redman Mỹ chữa lứa thứ ba ha, đẻ rồi hai lứa đang ôm lại lứa thứ ba đó. Thì con Bobby này cái là giao tinh kem ha, chữa Bobby chữa tơ, chữa được 7 tháng cô chú anh chị đó. Bobby chiều cao đó mấy 1m3 bò ha chú anh chị, nó lông da những mỏng dớn luôn đó, chữa 7 tháng thì bò tơ thì bên em bán là bao chữa ha, răng còn khích lịch luôn chú chị đó. Này chân là hay quan sát là không có bú bắp xe xuống lúng xuống thuộc gì hết nha, chân là chân trước nè, chân chân móng là đứng rất là khéo bò ba bê của chú chị như sao của chú chị thấy không. Này đó, lông da mỏng dớn móng nhựa ha, đúng rồi đó, đúng miếng luôn bài bản ha. Đây ủa đó rồi ba b nè, ba b này thì chữa 7 tháng nha, gieo tinh kem rồi. Anh chủ nhà anh bán ba b này giá tiền là chữa tơ ha, cái giá tiền là 26 triệu đó. Thì bò là em bao chữa ha, về trong vòng 3 ngày thì cô chú chịu thăm khám lại giúp em cái đó, không chữa não thì bên em thu hồi mà về ha, chân cẳng là hoàn thiện hết, không có bú ép xe xuống 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 ruột gì hết nha. Đây báo giá từng con ha, nó 26 triệu của chúng chị. Con này thì sấy lưng là nghiêm chỉnh nha chú chị đó, sấy lưng nghiêm chỉnh. Lông da là như da mỏng lông nhuyễn nè, rất bóng bò ha. Đó, nó phát bóng bò. Rồi, cái tiếp quay con quay lại con bò Redman. Đây. Bò bô lên Redman nè quý anh chị. Đó. Dạng bò. Hiện bò chiều cam đó không sao là 1m40 ha chú anh chị. Đo ngay sáng 1m33 bò đó, chân cẳng nè cũng bóng đẹp luôn, chân sau rồi quý anh chị, không có bú ép xe xuống lúng xuống luôn gì hết ha. Bò đã bao tập lỗi có bệnh hoạn nha tới quý anh chị đó, đúng rồi đúng rồi quý anh chị, kỳ không đó, nó hơi vàng vàng miếng này chân trước nè ha. Con Redman này thì chiều sái mặt sái lưng rồi nghiêm chỉnh nha. Đây sái mặt nè, đây con này thì đang âm chữa lứa thứ ba hay chú anh chị, để rồi hai lứa đang âm chữa rồi lứa thứ ba đó, sái lưng là rất nghiêm chỉnh nha, sái mặt cũng hoàn thiện luôn đó. Sừng nó cụp thẳng xuống, nó không có cong vô đâu quý anh chị đó, nó đi thẳng nha, nó không có cong vô mắt, nên mình vẫn bình thường không có gì đâu quý anh chị ha. Này chân cẳng nè, rồi chữa con này thì chữa là gieo tinh 3B của chú anh chị, chữa 6 tháng ha đó. Còn bên em bán là bao chữa rồi rú là em bao 3 tháng ha chú anh chị đó. Rồi vì con này có đẻ rồi nên bò lũ năm bao 3 tháng chữa được 6 tháng bao chữa vậy, từ gần 3 ngày thì cô chú chưa thăm khám cho em ha. Bò tàn sức mà lớn bò độ hơn chú anh chị, hiện bò này anh chú nhà anh bán giá là 34.500.000 đó, thì cô chú chị nào thấy ưng ý mua liên hệ cho em với giá 34.500.000 nè, cực kỳ yêu thương ha, bò rất là bự bò đấy, cao 1m40 của chú chị. Đây cái đàn nè, hết biết không đó, bò tàn bếp ha, kiểu mẫu khỏi cái chê chỗ nào không bò nè, chân sau nè kỳ không đó, đúng rồi chú chị. Đó,
ăn uống, cái độ ăn uống của nó thì khỏi phải nói tới ha, rất tạp ăn đó, gu nè, lưng nè, của chú Việt quay lại xong lưng ấy, da em mỏ nhuyễn nhừ luôn, lông nhuyễn da mỏng ha đó. Quay cận cảnh chi tiết rồi, tới quay lại con ba B nè, quay kỹ là cho cô chú xem kỹ ba B lại ha. Ba B này hay nhắc lại cô B chữa to ha chú anh chị đó, thì cô chú anh chị nè ưng ý mua cái dòng mà ba B chữa này liên hệ cho em ha. Ba B chữa là 7 tháng đó, to trong luôn, cam đo không sao mít 3, con này thì giá là 26 triệu ha. Video tinh kem đít là thác thẳng đít không tù lù luôn. Giá 26 triệu, giá cực kỳ mềm ha. Đây sẽ lưng ngựa nghiêm chỉnh ha, mà về sẽ lưng nghiêm chỉnh như chú chị. Bóng bọ rơi không cực kỳ đó, trên hai con ít men vậy nè, con chữa 6 tháng, con chữa 7 tháng ha. Đây con bô con cũng cực kỳ luôn, cũng vậy thấy không, chân cẳng đứng nè, rất là hay bò, hai con ở đít là lực họ ha, lưng dai đít nè, mà ở là lực rất là biên lực ha chú chị. Rồi giá là em mới đưa ra là hang đít men này, em bác lại giá là con đít men thì giá là 34 triệu 500, con ba B thì giá là 26 triệu ha. Đó. Cô chú chị nói gần xa ưng ý được hai con này, giá là ưng ý mua hay liên hệ cho em ha. Hình ảnh mà bò cái đất men nè ha, chân cẳng mà đứng thẳng băng luôn chú anh chị đó, xương sống khỏi phải chơi ha, đàn lớn đàn sắc nhất luôn ha đó. Đó, hẹn quay nè, chi tiết hết ha. Bây giờ hình ảnh gửi đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Mong cô chú xem thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha.